ông park hang seo tôi thấy rất hạnh phúc khi làm việc tại việt nam ít người việt nam nào không biết đến ông park hang seo huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá việt nam người đã mang lại nhiều vinh quang cho bóng đá việt nam trong mấy năm gần đây người việt nam yêu mến ông coi ông như người nhà ông park cũng rất yêu mến đất nước việt nam ông nói tổ quốc tôi là hàn quốc máu của tôi là hàn quốc nhưng trái tim của tôi tâm hồn tôi đang ở việt nam và tôi yêu đất nước việt nam tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi làm việc tại việt nam Ông Park chỉ là một trong số hàng trăm ngàn người nước ngoài đang sống và làm việc ở Việt Nam hiện nay. Tuy không có con số thống kê chính thức, nhưng chắc chắn con số này vẫn tăng đều trong những năm gần đây. Việt Nam là một đất nước hấp dẫn với người nước ngoài, ngày càng có nhiều doanh nhân, chuyên gia, thanh niên, sinh viên từ các nước phát triển đến Việt Nam để học tập, làm việc và sinh sống vì họ thích cuộc sống ở đây. Theo kết quả khảo sát công bố tháng 7 năm 2019 của tập đoàn HSBC, một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất trên thế giới, Việt Nam là một trong 10 quốc gia đối với những người nước ngoài đến sống và làm việc. Đối với rất nhiều người nước ngoài, Việt Nam và nơi đây đã trở thành quê hương thứ hai của họ. Còn đối với những người Việt Nam xa xứ, kể cả những người rời bỏ tổ quốc sau năm 1975 năm hay những thanh niên thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, Việt Nam đang ngày càng trở nên thân thuộc, quyến rũ theo lời một thanh niên thuộc thế hệ việt kiều thứ ba ở mỹ thì trước đây tất cả những anh ta biết về việt nam là phở và các bộ phim tài liệu về chiến tranh anh hầu như không biết rõ những gì đang thực sự diễn ra ở việt nam cho đến tận khi có dịp về việt nam để nhìn thấy một việt nam rất khác và hiện đại những việt kiều trở về quê hương sau nhiều năm xa cách không thể không ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến một đất nước đang đổi mới từng ngày từng giờ khi ở bên Mỹ, tôi luôn nghĩ Việt Nam còn khó khăn, lạc hậu lắm, nhưng khi về đây thấy không thua kém nước ngoài, tất nhiên là có vấn đề về giao thông, về ô nhiễm không khí, nhưng ở Việt Nam tôi thấy sướng lắm. Nhiều người cảm thấy choáng vì những gì họ tận mắt nhìn thấy ở Việt Nam, khác quá xa so với những xa so với những gì họ hình dung. Sự khác biệt trong thông tin về Việt Nam trên một số phương tiện truyền thông nước ngoài và mạng xã hội so với thực tế đôi khi là một trời, một vực hiện nay trở về việt nam để lập nghiệp và sinh sống đang là lựa chọn của nhiều bạn trẻ gốc việt thế hệ thứ hai thứ ba sinh ra và lớn lên ở nước ngoài tất nhiên việt nam còn đang phải đối mặt với khá nhiều khó khăn thách thức người dân còn không ít bức xúc về nạn quan liêu tham nhũng tình trạng giao thông chất lượng môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm tệ nạn xã hội người nước ngoài người việt nam ở nước ngoài và người dân trong nước đều biết rõ điều đó nhưng không có quốc gia nào là hoàn hảo cả Điều quan trọng là Việt Nam đã đứng vững và tiếp tục đi lên bằng đôi chân của chính mình. 75 năm kể từ khi nước Việt Nam độc lập lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ thế giới và 45 năm kể từ ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, đất nước đã thay đổi rất nhiều. Việt Nam ngày nay được thế giới biết đến như một quốc gia có sự ổn định chính trị xã hội cao, tốc độ kinh tế phát triển nhanh, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Việt Nam là một điểm đến hòa bình, một đất nước có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp với nhiều địa điểm du lịch kỳ thú, một nền ẩm thực phong phú, độc đáo, người dân thân thiện, mến khách. Đại dịch COVID-19 càng làm cho cái tên Việt Nam nổi tiếng trên thế giới. Thành công trong việc khống chế đợt bùng phát đại dịch COVID-19 hồi đầu năm và hiện nay đang kiểm soát tốt đợt bùng phát thứ hai được thế giới đánh giá cao, thêm một lần nữa khẳng định những giá trị tinh thần to lớn của con người Việt Nam và sức mạnh của hệ thống chính trị ở Việt Nam. Đây là cơ hội để thế giới biết tới Việt Nam với lợi thế về sự tin cậy chiến lược, là điểm đầu tư an toàn và sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư mới từ nước ngoài. 75 năm không phải là một chặng đường quá dài, hơn nữa lại phải liên tiếp trải qua những cuộc chiến tranh chống lại sự xâm lăng của các nước đế quốc và thế lực thù địch, nhưng điều người Việt Nam có thể tự hào là chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế như ngày hôm nay. Việt Nam đang hội tụ đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để bước vào giai đoạn chuyển mình then chốt, trên con đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, văn chủ, văn minh và để trở thành một quốc gia thực sự đáng sống trên thế giới.